quýt quýt. Trời ơi, họ cười. Nghỉ đi. Cười quá thật. Nghỉ đi. Sờ đoán vật. Hai đội thi đấu luân phiên, thách đấu nhau, mỗi đội sẽ có 5 món đồ. Mỗi lượt thì có một thành viên làm vai trò là giám sát đối phương, còn hai người kia là sẽ phải bị bịt mắt. Mỗi người có 3 giây để sờ vô món đồ, xong rồi sau đó là hai người kia bàn luận với nhau và quyết định đó là món gì. Xì, xăm xì giỏi nhất trên đời. Thắng luôn được chút. Một, thắng không muốn làm gì là. Thắng quyết định. Yeah! Chị quyết định. Thi trước đi. Thầy phiên mà, nào cũng luân phiên mà. Giờ bịt mắt làm đeo kiếm được không? Thấy vậy đi. Được. Nè, đứng bên kia đi. Cho có cảm giác. Ờ vậy đi cho nó vui. Cho có cảm giác. Trời ơi ghê quá à. Được chưa? Rồi thấy thấy được chưa? 1 2 3. Thôi được có 3 giây thôi. Được. Cũng vô đi. Đâu? Rồi. Lấy cái tay. Rồi lấy ra đi. Rồi lấy ra đi. Con quái vật gì vậy? Để như thịt vậy đó ba. Lạnh lạnh nè. Cho giờ lại được không? Không. Ý. Ý. Tanh, có mùi tanh anh ơi. Đúng rồi. Cái này là gì? Con lươn. Thịt lươn hả? Con lươn á. Chốt chưa? Con lươn luôn hả? Con lươn hay con cá ta? Con cá anh ơi. Con lươn. Em nghĩ là thịt cá đó. Con lươn á. Cá, cá. Bảo Quân ơi. Ê. Không. Trời. Nha. Đi ra chỗ. Mày đặt chỉ rồi tìm cách chỉ. Bây giờ thống nhất nào. Rồi con lươn. Đây. Em biết con lươn không? Nhưng mà bạn kia em thấy cái lớp nó dày quá. Chín. Ủa, mọi người có ý được không? Cá thì ba. Rồi con cá đúng không? Rồi mở mắt ra nhìn. Trời ơi. Nhìn bên đây nè. Mệt. Trời ơi, do cái tâm lý sai vậy hả? À? Đâu, ai, ai vào vị trí. Tôi sợ thiệt á. Ai không sợ là có biển mực ha. Mình vượt qua nỗi sợ mình chụp luôn nha bác Sơn. Cố gắng lên. Vượt qua nỗi sợ đi. 1 2 3 Go. Hey, hey. 2 3 Hết thời gian. Rồi cái này cái dài dài con lươn. Cái này đúng 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 đúng. Một là con rắn, hai là con lươn. Không biết thôi. Tại tôi thấy cũng dài. Nó tanh. Bạn có bao giờ xúc tích cá bao giờ chưa? Trời. Không con lươn ở trên này. Con lươn tại biết. Cái nó dài dài tanh tanh. It's the lươn. 3 2 1 mở mắt. Nó gan quá. Mico nó còn gan hơn Mezzo nữa. Mezzo chọt chọt còn Mico nó bóc cầm lên luôn. Nghe tao nói vượt qua nỗi sợ. Thế ai vậy? Đến lần thứ hai nè. Hai người đó. Thay phiên mà, xoay vòng mà. Lại anh nữa à? Thì em cũng đang còn em cũng vô mà anh lo gì. Giờ ba lượt thôi. Trời ơi. 1 2 3 1 2 3 Hết thời gian. Bóc dữ. Rồi. Gì em nghĩ là cái chán luôn không? Chán đúng rồi. Đúng rồi, anh vậy luôn á. Rồi chốt. Rồi chốt luôn đi ha. Rồi mở mắt ra. Rồi mở mắt ra. Đó chứ ai nữa. Đứa này dễ rồi. Tao nãy không vô cái vụ con lươn đi. Lượt thứ hai. Vô, 1, 2, 3, bỏ vô. 3 Rồi hết. 2 1 Hết giờ. Cục sạc pin dự phòng. Em thấy giống cục xà bông. Cục sạc pin dự phòng tin chị đi. Ok nghe theo chị đi vậy. Rồi. Chốt. Rồi chốt. Chốt. Mở mắt ra. Dài quá. Dài quá đây nè. Nó cầm quá. Bên đây nó có hai cái lỗ. Đụng vô trúng hai cái lỗ. Cửa đây còn vòng cuối. Vòng cuối. 1 2 3 Rồi vô chụp. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Rồi xong, lấy tay ra. Nè con vịt được chơi nè. Con vịt được chơi đúng không? Em có đáng gì không? Em sợ thôi. Ok. Em hề có gì em thật thôi. Nó
không quá nè. em không biết là không dịch nghe em dễ nè. Nghĩ là gì? Không có bỏ tay vô luôn. Nãy giờ đó có đụng đâu rồi thằng sao anh? Ở đây rồi. Ok rồi, chốt đi. Rồi. Cái đó là cái đồ để bấm để chơi bài bẹp á. Cái gì vậy? Đồ chơi bẹp bẹp không? Đồ chơi bẹp bẹp. Vậy giờ bây giờ là bẹp bẹp hay là con dịch? Con dịch bẹp bẹp. Nói nhất định là phải bẹp bẹp. Bây giờ nó không bẹp bẹp là mấy người thua. Giờ là có bẹp bẹp hay không bẹp bẹp? Không có bẹp bẹp thì con này nó mất kêu. Không bẹp bẹp. Rồi. Đây là con dịch không bẹp bẹp đồ chơi. Con dịch không bẹp bẹp đồ chơi đúng không? Được chưa? Rồi. 2 3 mà má. Đây mà không bẹp bẹp hả? Đâu có bẹp đâu. Ủa cái rồi. Kỳ vậy? Ủa. Bóp lấy bóp để luôn. Bẹp bẹp. Ủa đáng lẽ là nó bẹp bẹp mà. Rồi về đi. Em phải nghe hiểu không? Rồi. Ghê lắm. Hỏi lại. Đi ra đi ra. Chị thường chứ. 1 2 3 vô. Rồi mà 3 2 1. Rồi thôi bỏ tay ra đi mấy má ơi. Cái gì kêu bẹp bẹp kêu kiếp kiếp chứ đâu kêu bẹp bẹp. Nó hơi con này nó hơi ốm ốm vậy mà hình khủng long đúng không? Không, nó ốm ốm dài dài cái mỏ nó, cái mũi nó nhọn nhọn. Nó hơi em thấy dài. Nó như con khủng long. Nó ốm ốm dài dài. Kể bà rồi ra đi bỏ quên bà rô đứng dậy. Bà rô nổi tiếng chơi rất là đàng hoàng. Nó ốm ốm nó dài dài. Nó ốm dài dài thì làm cái cục xúc xích đó, cục xúc xích đó. Em bố Em thấy nó có cái đầu giống như con chó. Nó đâu có bốn chân đâu. Có bốn chân hả? Sao khủng long hả? Khủng long nó cũng đâu có chân đâu. Có hai cái chân không? Nãy chị giờ chị thấy được cái em cầm nguyên con rồi chị chụp trên bút cái đầu nó thôi à. Thấy có cái đầu, có cái mũi nhọn nhọn ra. Nghèo. Con gì? Khủng long không? 3 2 nó màu nâu á. Chốt. Chó đi. Chốt. Chó. Chó không Trinh? Dạ. Chó. Đâu rồi? Thấy chưa? Con chó kìa. Trời ơi. Em nói anh nghe mấy bạn đó là biết hết đó. Em nghĩ là hôm nay là em chọn đồng đội sai. Rồi. Vậy là điểm của cái này là 3-2. Cái kia 3-1 nữa thành ra là 6-3. Nó ào. Tâm anh yên tâm, còn 2 vòng sau đó là mình đi đông. Nhiệm vụ tương tác nhờ người khác làm việc gì đó theo yêu cầu. Hai đội sẽ đứng từ xa bốc thăm và thách đố nhau các thử thách. Mỗi người có 5 phút thực hiện thử thách, hoàn thành được 1 điểm. Có nghĩa là tụi mình bốc thử thách đi xong rồi nhờ người khác làm á. À. Ôi sao hôm nay Trinh lanh lẹo quá ta. Bây giờ đội nào chơi trước? Mình thua nãy giờ thì mình nhường đi, rồi cho quyết định lần đi. Cho nó quyết định á, muốn trước hay sao? Cái đi cho nó. Cái là dành chơi trước hả? Hồi nãy mình cũng thi trước vậy. Tùy mà cái này cái trò này thì chứ được. Trời ơi, đẹp nghe khờ quá luôn á. Rồi chơi đi. Được. Chơi. Rồi đội chúng tôi quyết định nhường cho đội đang tạm thời thua. Chơi trước. Rồi lấy. Rồi ok, đây. Anh Đạt. Ở ra. Rồi chưa? Đúng là la si bồ. Lựa đi. Cho anh lựa chúng. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, 850 nhập đi. Linh Linh. Mượn điện thoại gọi cho bạn, nói chuyện 5 phút không bị đòi lại. Mượn điện thoại gọi. 5 phút lần nha. Rồi. Bây giờ đội bên em là sẽ thách đố anh chọn một người ha. Nhưng mà bây giờ để dễ người dễ ta, mình sẽ không chọn một người cố định mà mình chọn nguyên khu vực nữa. Đúng rồi, chứ chọn người khó lắm. Quy định từ đâu đến đâu. Đúng rồi. Nào. Bây giờ chị mình quy định cho bạn ấy là bước qua cái con đường này là tới bạn sẽ có được quyền chọn. Tách ra khỏi khu vực quay phim này, bạn bước qua bên đường đó là bạn được quyền chọn. Rồi, đi giám sát đi. Khó lắm ha, cái này khó nhưng mà dễ đâu. Ủa nó đi đâu mất tiêu rồi. Mượn 5 phút không có được đâu ha, khỏi bấm giờ chi. Em có điện thoại không? Cho anh mượn điện thoại anh gọi một cuộc được chứ. Nha nha. Anh mượn gọi nha. Có gì hồi anh gửi tiền lại nha. Anh diễn viên á, anh đóng hài. Alo. Đã liên lạc được, đã liên lạc được. Là anh phải nói chuyện với em là 5 phút nha. Ok. Ok. Ừ, nhưng mà cái bạn anh đã hỏi tên cái bạn mà cho anh mượn điện thoại chưa? Hả?
Anh đã hỏi tên cái bạn cho anh mượn điện thoại em, chưa? Em tên gì? Rồi hỏi rồi cưng, có chuyện gì không? Dạ, hỏi tên không? Bạn tên gì để mình nhớ, để mình còn cảm ơn bạn chứ. Ừ, nhớ chứ, nhớ chứ. Ừ. Anh trả điện thoại cho em đi, anh gọi vậy hết tiền. Không sao, hồi anh gửi tiền lại cho em cho nha, không có sao hết. Nên yên tâm, tin ở anh nha. Ừ, giờ em hỏi bạn tên gì ha? Rồi anh hỏi rồi. Bạn tên gì? Mai Hương. À, bạn Mai Hương. Giờ em công nhận là nhiệm vụ anh hoàn thành chưa nhỉ? Chưa, tại em chưa mới à? Có nói chuyện mới có 1 phút 30 giây thôi à. Anh không tin, anh nhìn điện thoại đi. Yên tâm, xong anh chỉ mượn chút xíu nữa thôi nên giờ không có sao, anh đứng đây anh yên tâm được chứ. Vẫn chưa đòi lại. Rồi ok, nhiệm vụ của anh đã chính thức hoàn thành, cảm ơn bạn ấy. Ok ok, thank you em. Ơi chớp mắt nha em ơi, cảm ơn em. Em bị phân tâm, anh này phân tâm em quá đúng không? Đây cho anh gửi. Không gì đâu. Ấy bây giờ sao đây, để anh gửi tiền điện thoại em hay sao? Hay sao? Cho anh gửi nha. Gì đâu, cảm ơn em nhiều. Được không? Được không, bây giờ? Được hả? 5 phút hả? Gọi cho bác Dô hả? Chị bác Dô cũng rảnh tí. Nghi bạn. Con trai hay con gái vậy? Con trai hay con gái? Gái. Mượn sao được vậy Đạt? Em quỳ xuống lại quá trời luôn, đâu có giao mượn. Cái mặt người ta có khó chịu gì khi mình trả điện thoại? Có, hồi nãy em có nghe trong điện thoại á là có hơi hoang mang. Bạn gái hơi hoang mang đi ra. Ủa anh nói gì nói dữ vậy? Chưa vậy đúng hả? Mời Miko. Đang đi casting phim quên mang giày, hỏi mượn giày của một bạn. Trời vậy à? Vậy mà thì bây giờ mượn đôi giày đem về đây. Đem về đây 2-3 vòng gì đem trả anh ta. Được chưa? Rồi. Rồi nhìn qua bên đường coi có không? Anh coi chỗ nào mà đàn ông không á anh chị? Cái gì đang đi lại đây nè. Rồi nhanh. Có, ta đang đi nè. Ta đang đi làm nữa. Chị ơi, em nói nghe nè. Hôm nay em đi casting phim mà quên mang giày cao gót. Bây giờ chị cho em mượn giày một chút được không? Mình đi làm gấp ơi. Vậy là thua rồi đó. Vậy thua rồi hả? Khó lắm. Okay. À, vào đây đi. Tôi nói người đây tao khó lắm. Thì bởi vậy nó mới là thử thách nhau. Đúng mà. Đâu gì? Nhờ người lạ giúp mình thắt cà vạt. Có gì? Có thể. Là bạn đi phỏng vấn việc làm. Các bạn mặc đồ không ơi, không phỏng vấn gì cơ quý vị. Công chức lắm, không sợ lắm. Ai trời. Nên bạn sẽ nhờ người ta thắt và cà vạt cho bạn nha. Đi vô hộp quá bạn. Thắt cà vạt cho bạn. Đây nè, trước tiên là cô đội nón lá. Nếu mà cô đội nón lá không được, qua cái cô đội nón bên đây. Cô đội nè. À, cô đội nón bên này. Cô đội nón, ừ. Còn nếu không được nữa, qua cái chú đeo mắt là cái chú đeo mắt kiến đen. Ok. Nhanh. Cô đội nón lá đầu tiên phải nhanh hơn nữa. Cô ơi cô, con nhờ cô chút xíu được không cô? Con đi casting phim á. Mà bây giờ kêu thắt cái cà vạt này nè, mà con không biết thắt, cô biết thắt, con nhờ con gì không? Máy ba giờ. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, qua đây lẹ lên. Thật ra cái chú đeo mắt kiến là người nước ngoài á. Có thể chú đã biết á. Làm sao biết tiếng nước ngoài? Cô ơi, cô biết thắt cà vạt không cô? Quạt cái chú quạt hút luôn thắt đi, thường cho chỗ ai gì đó. Cái chú ăn hút á. Cái chú đeo kiến đen. Chú đeo kiến đen. Chú đã biết đó. Chú ơi, cho con hỏi chú biết thắt cà vạt không chú? Không. Chú biết, chú không may. Chú đang mang kiến. Phải chữ như là mẫu thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Không, không con. Mẫu giúp cho nó. Con không phải con không biết thắt nhưng mà con. Dạ con không biết, con không biết thắt. Con là con máng rồi. Dạ làm mẫu cho con á. Dạ. Ghi bàn nhẹ nhàng. Ghi bàn nhẹ nhàng. Các của em nãy lý ra cũng phải tiêm 3 người đúng không? Chạy ra thôi từ chối. Chạy cái liền chết liền. Sao kỳ vậy ta? Có cái gì nó lạ lạ. Kỳ vậy ta. Ngày hôm nay cuộc chơi có vẻ là hoang mang lòng người quá ta. Chơi mà ta cũng bị hoang mang quá. Giờ có nhiệm vụ chạy lại hung một cô gái rồi là ăn vào tay luôn à. Không có nói đó đâu anh.
Dạ con biết. Dạ con lại khá gì đi ha. Dạ được. Dạ rồi cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Cái đường đâu quân à, nói chung là tỷ số bây giờ đang là 6-5 đó nha. Chứ giống như nãy giờ chị bắn súng mà mỗi trò điểm là quá dễ. Tai bị thương và nhờ một bạn nữ viết một bức thư tình trong 5 phút. Trời ơi ngon. Trời. Theo cái chị mà tai bị thương là nó kỳ lắm. Tai bị thương phải băng bó chứ. Quấn lên cổ cho bây giờ nghĩ ra bức thư tình cho bà đi kìa. Tình này có con băng à. Thư tình của chị là bây giờ là chị đang yêu một bạn nhỏ hơn chị 10 tuổi. Nhưng mà chị đang theo đuổi người ta thôi chứ người ta chưa đồng ý. Bây giờ chị viết thư làm sao mà lâm ly bi đát nhất có thể để mà người ta đồng ý. Nickname là gì? Lợn con Uẩn Yển. Lợn con Uẩn Yển hả? À, lợn con Uẩn Yển. Đòi đó nè. Chó con Xà Mâu nha. Bây giờ lợn con Uẩn Yển còn người yêu chị là chó con Xà Mâu. Chó con Xà Mâu. Chó con Xà Mâu. Chị ngồi đi. Nói chung là trong cái hội đó chị nhờ được ai về thì biết thì biết. Như là người nước ngoài mà. Đâu người biết. Ủa mày theo chưa vậy? Theo làm gì? Mày nhìn được rồi. Ủa, đi đâu vậy? Đi xin việc đó, đi xin việc đó. Trước mi em, em có thể viết giùm chị với lá thơ mấy dòng cho bạn chị được không vậy? Em đang học hả? Dạ không, dạ không. Được phải không? Viết được không? Viết giùm chị. À, chị đọc em viết giùm chị nha. Muốn em viết bi em. Viết này đi em. À, viết được rồi. Cái này viết được dễ lắm. Chị, em nói chị bao nhiêu lần rồi, bây giờ chị có viết thư em cũng không có nhận đâu. Về đi. Thiệt mà. Để em đi về đi. Đi, em không có nhận đâu. Tối qua chị em đứng đợi anh nhưng anh không đến. Thiệt á, bà có giết tôi cũng không có nhận đâu nha. Em biết anh ngại. Dịch con xấu xí lúc nào cũng yêu heo con cũng ỉnh. Hết rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn em. Anh kêu. Nói rồi không có nhận đâu mà. Không có nhận đâu. Không có nhận. Không có nhận. Không có nhận. Nhận đi mà. Dịch con. Trời, trời Xà Mâu nghe chứ. Đâu hả? Sao đây, đưa thư đây đọc ra, đưa thư đây, đi gom đây đọc thư. Đây. Xúc tích ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa. Bây giờ để giọng MC Quốc Dân nè. Đây 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 đây. Đọc một lá thư tình cảm động sướt mướt nè. Đâu 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 đâu. Gửi người yêu cũ nha. Chào heo con Uẩn Yển. Ờ, thằng này nó heo mà. Tuy em biết là em lớn hơn anh 10 tuổi. Đúng rồi. Nhưng tình yêu thì không phân biệt tuổi tác anh à. Đúng rồi. Tối qua em đứng đợi anh nhưng anh không đến. Em biết anh ngại vì sợ mọi người dị nghị. Nhưng dịp con xấu xí lúc nào cũng yêu heo con Uẩn Yển hết. Ủa chứ không phải cho con Xà Mâu đâu. Bỏ quên rồi hiểu không? Bỏ quên rồi. Hai tuần đó. Nói chung là bà viết về được rồi hiểu không? Hiểu không? Mà hai người chờ anh. Rồi vậy là 7 năm. Trời ơi, tôi là người cuối cùng. Khoan khoan, bảo là trước. Bảo trước tôi mới là người cuối cùng. Bây giờ còn hai cái này mình chọn đi. Sao vậy, làm hai cái luôn hay sao? Rồi trái hay phải? Trái. Nhờ một bạn nam tết tóc cho mình. Tóc đâu có. Mua quà sinh nhật tặng bạn nhưng không biết gói, nhờ người ta gói giùm. Trời khó vậy. Này, cái này là của tôi đó. Giờ đổi không? Này của tôi đó. Đúng không? Đổi không? Rồi à, cái tết tóc dễ hơn. Bây giờ chị chỉ em nè. Chị em thì tao đang không mình nghĩ là quá quá khó. Đúng rồi. Hồi nãy là em đã kêu là một bạn nam được dễ cho chị vậy, nhớ không chị Tường? Áo sơ mi đi đó. Chị Tường nhớ không chị Tường? Không. Em tao có tên cha. Đi làm dấu. Làm dấu. Rồi đó. Rồi ok ha. Giờ nữ dễ rồi. Bạn gái ơi. À, chào bạn, tại anh xin lỗi do anh mua quà tặng bạn nhưng mà anh không có biết gói á. Nên anh nhờ các bạn gói giùm anh được không? Được không? Giúp anh chút xíu được không? Anh có thể cho em chụp nhanh. Được, dĩ nhiên chuyện đó là chuyện nhỏ mà. Dạ rồi mình vô cái chỗ nào mát mát mình ngồi cùng nhau mình gói quà nha, không để lên bàn cho nó dễ kìa. Để lên bàn đây nè cho nó dễ nè. Rồi ok, cảm ơn các bạn nha. Rồi hai cô nữ đang đi đó đó. Một áo đầm xanh với một bông đó, chạy cho nó dễ đi. Dễ rồi. Hai chị ơi. Hai chị có thể giúp em một việc được không? Rất là nhanh luôn à. Hai chị bây giờ có thể giúp em là tết tóc em lại được không? Tại vì em cần phải tóc của em bây giờ nè, là để mà chuẩn bị mà casting cho cái phim cái gì, cái vai diễn sắp tới đây nè. Tết tóc dễ lắm, tết tóc gì cần gì cần, tết biếm một cái thôi. Hai chị không biết tết tóc á. Tết tóc. Không, chị không cần đẹp,
chứ không đẹp mà, tại vì cái này là đạo diễn yêu cầu thôi, chứ còn bây giờ Tết làm sao mà cái tóc nó gọn lại được thôi. Bất kỳ nhá, bất kỳ. Một ít là được đúng không? Một ít là được ạ. Em cảm ơn hai chị. Dạ là đi casting phim đó chị. Đạo diễn yêu cầu bây giờ phải làm cái thử thách gì đó để em phải thực hiện được cái chuyện đấy. Dạ. Dạ không sao. Dạ các casting phim trên bên đài thôi. Ok. Dạ rồi, cảm ơn hai chị nhiều. Cảm ơn hai chị nhiều. Hai chị ăn trưa vui rồi. Không cần cái bông đâu, cái gói quà là được. Tặng con trai mà còn bông nữa. Cảm ơn chị Tư. Yeah. Dạ. Dạ. Ok, Tết ba. Chàng đẹp trai vô tâm là anh, vẫn chẳng biết chi hết. Đã chiếm lấy tim của bao người. À, ngưỡng mộ sự khéo tay của bạn ghê. Biết chắc đây là lần đầu tiên bạn nói gói quà luôn á. Trời ơi, cả câu lạc bộ vậy luôn hả trời. Các bạn biết anh này không? À. Em làm giúp anh này là anh thua rồi. Bởi vậy giờ đừng làm gian dở thôi. Ủa nhưng mà hồi nãy chỉ ai vậy? Em chỉ ai bên đó? Đó, cái nhóm sinh viên ngồi đó. Chỉ một nhóm luôn hả? Đanh 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 đanh. Gói đẹp luôn á. Rồi bây giờ thành quả tôi đã có thôi. Cho tôi xin các bạn thêm một phút nữa để tôi quay lại, tôi chụp hình và tôi tặng cái món quà này cho các bạn. Cái lô số điện thoại này luôn đúng không? Ủa mà có quà chẳng không? Có chứ. Ở đây có 6 người. À. Hầu như ai cũng làm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có mình Lan Kinh là làm không được. Tại vì phần của Lan Kinh là khó, quy định có người anh có từ chối liền. Nhưng mà hồi nãy cũng may mắn là anh Đạt là anh cũng không có phá như mọi khi. Hôm nay làm như có phá nãy giờ đâu. Một cái ai đó hiền từ nhập ảnh á, cái không anh rất là hiền, anh rất là nhẹ nhàng. 850 xong là anh xuống cái thần. Anh sợ quả báo nữa. Anh sợ chưa? Không, nhiều khi anh phải giữ lên thì thần may mắn mới tới anh. Bây giờ mình chốt lại số điểm nãy giờ đi. 85 63 giờ 86. Tại đây 3 cái rồi. 86. Đó, và chúng ta đang okay. Tiến gần tới những chùm lông của wow. Bảo trời ơi. Trước cho nên là để em làm cái trước phải không Bảo Quân? Bảo Bảo cái quần anh thấy ai là cũng kết rồi. Nhưng mà cho em hỏi là bây giờ còn một phần thi nữa đúng không? Em được quyền đặt cược. Đấy, bây giờ thấy là trên tay là cái em thua quá là em bị đập cược. Nói nghe là Bảo Quân mà hôm bữa tới nay là 2 tháng đúng không? Lông đã mọc lại đầy đủ chưa? Ê, yeah, yeah. Nó có còn một cái mảng không lông không? Còn chị. À. Đâu, còn dư âm luôn hả? Đây nè. Nè. Bình thường nhiều lắm hả? Bình, nè, đây nè, miếng. Đâu? Để kỹ đi, để kỹ. Đây, đây. Kỹ. Rồi đây nha, giờ trước nè. Ồ, đây là... Hãy đi tìm một món đồ vật xuất hiện trong bộ phim có nhân vật trong hình. Gợi ý món đồ này có một quyền năng rất lớn, đó là vượt thời gian. Đang ở nơi nhà thiết kế chính ở trong bộ phim, nằm trên con đường mang tên một vị vua. Ai có phim này rồi? Cái đó là cái miếng ngọc gắn ở chính giữa, đây là miếng ngọc bội á của cái nhà thiết kế chính trong bộ phim là Thủy Nguyễn. Gái hả? À, dạ, Thủy Nguyễn là nhà tài trợ của phim. Thủy Nguyễn nè. Ở đó đó. Thủy Bạn Nguyễn. Thủy Nguyễn. Nhưng mà này là nhà thiết kế mà. Nếu mà là nhà thiết kế chính trong phim thì là vai của Diễm My 9X á. Nằm trên con đường mang tên một vua, đường gì? Đường gì? Vua gì đem đang search này nó không có ra. Dạ Long là Lý Tư Trọng. Ờ, Thủy Nguyễn áo dài địa chỉ. Đây nè, nếu mà gần mà lên xe đây á, mình ngồi đi, lên xe đi, lên xe đi. Lại lên tung. Lên tung, lên tung, lên tung. Đó là cái bài đúng cái viên ngọc á, cái viên ngọc á. Không, 132, 134 đồng khởi nữa. Đồng khởi đâu phải tên vị vua. Đây nè, có thiết kế không? Gọi hả? Vị Nguyễn House.com tin lỗi. À, lên tung nè. 29E Lê Thánh Tôn. Thành phố Hồ Chí Minh. Từ vua Lê Thánh Tôn mình nói đúng không? Đúng rồi. Bao nhiêu Lê Thánh Tôn rồi nè? 29A Lê Thánh Tôn. Đi. Sao không ghi là Thủy Nguyễn cô ba Sài Gòn vô? Chắc nó ra. Thì ghi đại đi, có từ khóa nào thì ghi.
Cô bà Sài Gòn đâu có liên quan tới nhà thiết kế của người ta chứ. Nếu như người ta là nhà thiết kế, người ta phải có cái nơi trụ sở chứ. Thiết kế của bà Sài Gòn chắc là Thủy Design House á. Nãy giờ nó chắc hoài, thấy rồi nó bấm vô đại đi, chắc nữa. Vì hai cái tên khác nhau không có rành. Design House Hồ Chí Minh ghi vô luôn. Có mình tôi biết rồi mà hai người thấy xỉ sói cho nhiều đó nha. Đồng Khởi đâu phải tên vua đâu. Ở đường Đồng Khởi. Đồng Khởi 132 Đồng Khởi. Biết rồi. Gọi ông bạn tôi coi sản xuất phim này. Ngoài mẹ dân ra tôi không biết ai hết. Tôi đã gọi rồi nhưng mà không nghe máy. Chính tôi phải là vua không? Câu hỏi được đặt ra ngay lúc này. Đúng rồi, đúng là vua Lê. Vua Lê Tôn có. Vua Lê Tôn phải vua. Sao? Không phải đạt là mình đi quay qua. Nếu Ngọc á, dù thời gian gì nè. Khi với Ngọc thì mình như là Ngọc mà lúc mà giống như là đứng cái gương á, xong thì rớt ra rớt đi Ngọc xong rồi mất. Đó không phải, rồi quay về cái thời gian đó, xong rớt đi Ngọc ra mới không đi được. Đó. Thì là sao mà kiếm viên Ngọc đó thôi thì tới đây. Viên Ngọc trong phim. Kiếm để thấy coi cái mặt hình như không không nghĩ được. Thủy Design House thì lại nằm ở Đồng Khởi. Bây giờ á, bấm cái vô cái chữ Thủy Design House, xong có phải có số liên lạc, phải có số liên lạc ở đó thì gọi điện hỏi. Đúng không? Côn ha. Côn, ừ. Rốt cuộc cũng nghe một cái ý kiến đó, có vẻ thông minh. Vậy vậy. Phòng tiền tài nó có mấy chỗ. Alo, giờ phải Thủy Design House mà. Đúng rồi. Cho mình hỏi là cái địa chỉ của bên mình á, có cái chỗ nào nằm trên con đường mang tên một vị vua không? Ngoài mình có bao nhiêu điểm, mình có bao nhiêu mình điểm có bao nhiêu chi nhánh á? Dạ hiện tại bên em là có 2 chi nhánh ở Sài Gòn ạ. Ở Đồng Khởi với ở đâu nữa em? Dạ Thánh Tôn ạ. Rồi, Lê Thánh Tôn địa chỉ bao nhiêu em? Dạ 29A Lê Thánh Tôn ạ. 29A hả? Dạ vâng. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi 29A Lê Thánh Tôn. Rồi qua 29A Lê Thánh Tôn. Chị bà search trên mạng không có địa chỉ không tin được. Nhanh nha, xuống cái là phải vô liền nha. Vô liền. Vô kia, tới.